Bộ phim Loạn Thế Tam Nghĩa. Tập 14. Đại ca, chúng ta từng hẹn ước phải giữ bí mật về thân thế của Hồng Nho cho đến khi chúng ta chết đi. Hôm nay huynh và đệ ấy sắp đi rồi, ta sẽ nói bí mật này với đệ ấy ngay trước mặt huynh. Hồng Nho, quỳ xuống. Cấu đầu với cha ruột của con đi. Mau cấu đầu với cha ruột con đi. Đường Tử Nghĩa, nghe đây. Hồng Nho là con trai ruột của đệ. Đời này chưa có ngày nào ta quên được đệ. Để lại ký hiệu cho đệ, đệ ta nuôi dưỡng Hồng Nho nên người. Ta sẽ đến Âm Tào Địa Phủ tìm đệ. Đệ hãy đợi ta. Giờ ngọ ba khắc đã tới. Lội xuống chuẩn bị hành hình. Đứng dậy đi thôi. Mau đi thôi. Đi. Chém. Tử Nghĩa, bảo vệ đại nhân, canh chừng phạm nhân. Bọn chúng là ai thế? Cướp pháp trường kia. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống.
Biết tôi là ai không? Ngô Ngọc Tướng, huynh đệ kết nghĩa của Trương Tác Lâm. Mọi người vẫn chưa biết nhỉ? Hoàng đế Mãn Thành Tuyên Thống đã tuyên bố nhường ngôi Diên Thế Khải làm tổng thống lâm thời. Diên tổng thống đã bổ nhiệm đại ca tôi Trương Trác Lâm làm đô đốc phòng ngự ba tỉnh miền Đông Trung Quốc. Sau này chuyện ở ba tỉnh miền Đông sẽ do đại ca tôi quyết định. Mệnh lệnh đầu tiên sau khi anh ấy nhậm chức là miễn xá cho tất cả tử tù đang bị nhốt, bao gồm Đảng Cách Mạng. Triều Đại Thành sắp lụi tàn, dân chủ rồi, sắp theo chế độ Cộng Hòa rồi. Cộng Hòa giáng tuế, 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 Cộng Hòa giáng tuế. Em đến gần trại ở, chị và con phải làm thế nào? Lương bổng em sẽ cho chị hết. Đừng tưởng nghĩa. Chị lại có thai rồi. Em biết rồi, chị. Cấp trên không yêu cầu em lập tức về Quảng Châu làm việc. Sao em đã chuẩn bị rồi?
em dẫn theo Hồng Nho. Đi đường xa không tiện, vậy nên muốn đi sớm một chút. Những lời không nên nói đều đã nói hết rồi. Em không thể lường mình chối người nữa. Đại ca, bao nhiêu năm qua em vẫn muốn sinh con cho anh. Em đã đến bệnh viện kiểm tra, em không thể mang thai được nữa. Em muốn sống những ngày tháng yên ổn với anh, nuôi dưỡng Hồng Nho khôn lớn thành người, cùng anh thực hiện lý tưởng cách mạng vĩ đại. Dấu kín bí mật này mãi mãi. Nhưng ông trời trêu ngươi, khiến bao nhiêu người đều biết bí mật này. Em không còn mặt mũi làm vợ anh nữa. Như vậy không công bằng với anh. Đại ca, chúng ta chia tay đi. Chỉ là khổ cho Hồng Nho. Mẹ ơi, mẹ, bao giờ chúng ta đi? Chúng ta chuẩn bị đi rồi. Hồng Nho, chào tạm biệt A Mã đi con. A Mã không đi cùng mẹ con à? Con đi trước với mẹ con, đợi A Mã làm xong việc sẽ đến Quảng Châu thăm con, được không? Vâng. Hồng Nho, chúng ta đi thôi.
Tôi sớm đã nghe nói về ba anh em cậu, nặng tình nặng nghĩa, từng giao sinh ra tử với nhau, hiếm thấy, đúng là quý báu. Tôi thích. Tôi mặc kệ trước đây các cậu có thân phận gì, từng làm gì, khoác lên bộ quần áo này, từ đây về sau chính là người của tôi, lính của tôi. Tạc Tri Nghĩa, có. Tôi nghe nói cậu từng đi du học, biết nói tiếng Nhật, sau này phải giao thiệp nhiều với người Nhật. Cậu ở lại bên cạnh đại ca Trương Tác Lâm của tôi làm thư ký. Rõ. Cấp Nhân Nghĩa Đường Tử Nghĩa, có. Tôi nghe nói trước kia hai cậu từng làm thổ phỉ. Tự lệnh chúng tôi bị ép thôi. Các cậu sợ gì chứ? Tôi cũng từng làm thổ phỉ. Đại ca Trương Tắc Long của tôi cũng vậy. Anh hùng không hỏi xuất thân. Thế này đi, phía Tây có một nơi người Mông Cổ và người Hán cùng sinh sống, tên là Trịnh Gia Đồn. Chỗ đó là yếu địa chiến lược nối liên Mãn Mông. Nghe nói hai cậu cưới người giỏi, hai cậu qua đó làm tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn kỵ binh của tôi. Cảm ơn sự bồi dưỡng của tư lệnh. Trung đoàn trưởng là Đồng Vĩnh Công, cấp trên cũ của các cậu. Trấn thủ sứ là Thích Dưỡng Tính, phó sứ là Diệp Thanh Lâm. Tư lệnh, họ là tàn dư của thời Tiền Thanh. Tôi biết ba cậu không thích họ, đại ca tôi cũng không thích họ, nên đã đuổi họ ra khỏi thành Phụng Thiên. Lần này các cậu đi đóng quân dài hạn, hãy dẫn theo người nhà cùng đi. Không dẫn theo có được không? Làm gì thế? Tiện cho việc đào ngũ à? Không được, dẫn theo hết cho tôi. Được. Khốn kiếp. Ngài là cấp trưởng quan à? Phải. Bên trong có người đợi ngài, mời đi theo tôi. Được. Mời. Tiểu đoàn trưởng cấp, phó sứ Diệp. Nào, qua đây, mời ngồi. Phó sứ Diệp làm lính giỏi thật, vừa nhậm chức đã nhiều hơn tôi 2 sao.
vẫn là gió chiều nào xoay chiều ấy tốt. Tiểu đoàn trưởng Cốc thực biết nói đùa, hơn hay sao thì có ích gì, vẫn là con ghẻ thôi. Ở trước mặt anh tôi cũng xin nói thật, đám thân tín của Trương Tắc Lâm đều là các anh em thổ phỉ. Tôi và Thích Dưỡng Tính đại nhân chỉ là con ghẻ nên mới bị điều đến nơi bần hàn này. Trước đó tôi cứ bảo mình có bệnh không đi được. Tôi cũng chán Trương Tắc Lâm đại soái lắm rồi. Câu này không được nói bậy. Chúng tôi có khác gì, cũng đến đây rồi đó thôi. Sao chúng tôi có thể so sánh với các anh chứ? Các anh đều là bộ đội chính thống của Trương đại soái, các anh là con cưng. Được rồi, đừng có con ghẻ con cưng nữa. Bất kể là con ghẻ hay con cưng, hay chúng ta cũng là anh em tốt. Tiểu đoàn trưởng Cốc, trước đó giữa hai chúng ta có chút hiểu lầm, làm mít lòng nhau, xin đừng để trong lòng. Nào, sau này phó sứ Diệp đừng dẫn người đến bắt tôi nữa là được. Anh không muốn đến mà, sao còn đến làm gì? Thích đại nhân nói gần đây người Nhật cũng đã đóng quân ở Trịnh Gia Đồn, người dân địa phương không ngừng xảy ra xung đột với họ. Đúng lúc thời kỳ chiến tranh Nga Nhật, tôi đã quen với một người bạn Nhật Bản, ông ấy cũng đang đóng quân ở Trịnh Gia Đồn, giờ bảo tôi đến để quà giải. Còn quà giải cái gì nữa, đám giặc Nhật này tức thật mà. Giờ nãy gặp một tên ở cửa mở miệng ra là chửi, tưởng đây là nhà bọn chúng thật à? Không động thủ chứ, hắn không dám. Tôi nói anh nghe, sau này gặp chuyện như thế thì phải nhẫn nhịn, không dây vào họ được đâu. Thật à? Còn phải nói sao? Gần đây Đường Tử Nghĩa thế nào rồi? Có biết anh đến đây ăn cơm với tôi không? Anh nói xem. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nào, Quan Âm Thống Tử Đại Từ Đại Bi, Đồng Trại Nam xin người phù hộ cho con, sinh được một cậu con trai. Không được, một đứa chưa đủ, phải đẻ sành sạch vài đứa thì mới được. Quan Âm Thống Tử xin người hãy phù hộ cho con. Còn nói là đẻ sành sạch, chị là người hay là lợn nái thế? Em phải đặt mình vào tình cảnh của chị thì mới hiểu. Em có hai đứa con trai rồi, chị chẳng có đứa nào, chị không sốt ruột làm sao được. Chị phải xin Bồ Tát phù hộ sinh nhiều đứa. Được rồi, chị cứ đẻ thật nhiều vào. Chị hỏi em, gần đây Lão Tam có về nhà ở không? Em đến doanh trại cậu ấy làm loạn đi. Mất mặt lắm, em không đi đâu. Chị nói em nghe, muốn Lão Tam hồi tâm chuyển ý, em phải thử mọi cách. Bỏ đi, một mình em nuôi con cũng thấy ổn. Em sĩ diện nên mới mang giả đấy. Mua cá đi, mua cá đi. Cá chép tươi ngon đây. Mua cá đi, mua cá đi. Cá chép tươi ngon đây. Mua cá đi, mua cá đi. Cá chép tươi ngon đây. Tiên sinh, mua cá đi. Tiên sinh, không đúng, hai đồng vẫn thiếu một đồng. Mày đang nói gì thế? Tao không thiếu. Tiên sinh, không đúng, vẫn còn thiếu một đồng. Cút ra. Sao anh lại dám đánh người? Hắn là người Nhật. Tiên sinh, không đúng, ngài đưa thiếu một đồng, tôi không bán con cá này nữa. Khốn kiếp, buông ra, trả cá lại đây, tôi không bán nữa. Buông tao ra, trả lại cho tôi không bán nữa. Trả lại cá cho tôi, cút ra, khốn kiếp. Tôi không bán nữa, trả lại cá cho tôi. Buông ra. Sao lại bắt nạt một đứa trẻ thế hả? Đánh chết hắn đi. Anh làm gì thế hả? Người Nhật có gì ghê gớm, ban ngày ban mặt để ức hiếp người khác. Đưa cá cho tao. Tao trả tiền rồi. Trả tiền xong rồi lấy cá. Sao lại đánh người? Ông ta vẫn chưa trả đủ. Anh chưa trả đủ, lấy cái gì mà lấy? Chúng ta đi. Đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn. Đồ không biết xấu hổ, lưu manh, đánh chết người này. Đánh đi, đánh đi. Đồ lưu manh, khốn kiếp.
Khốn kiếp! Cậu nhìn rõ đấy chứ? Chắc chắn. Đừng tự nghĩ đánh tên lãng nhân Nhật Bản đó không bò dậy nổi luôn. Tốt quá rồi. Chú thích: tôi nghĩ lần này người Nhật chắc chắn sẽ không để yên. Đây là một cơ hội tốt để tiêu diệt Đường Tử Nghĩa. Đúng vậy. Cậu mau đến đội canh phòng. Rõ. Em nói các anh nghe, tên người Nhật đó đúng là vô giáo dục, chẳng ra thể thống gì cả. Thằng bé bán cá trên đường bị đánh tới tấp. Em và Tố Nhã không nhìn nổi nữa nên xông lên nói lý với hắn. Chưa nói được mấy câu đã cầm dao chém em. Em không có chỗ để trốn, dọa em sợ hết hồn. Lúc nãy lão Tam xuất hiện đập cho vài phát khiến hắn ngã xuống. Sau đó thì sao? Sau đó thì nằm lăn quay dưới đất. Lão Tam, chỉ biết cậu giỏi võ nhưng chưa từng thấy. Hôm nay cậu ra tay một cái đúng là khác. Hàng xóm láng giềng đều khen cậu hết lời. Tử Nghĩa đã bị lộ mặt. Mọi người có nghĩ trong chuyện này có gì mờ ám không? Anh ơi, anh suy nghĩ nhiều quá đấy. Có gì mờ ám được? Vì một con cá mà đánh một đứa bé thưa sống thiếu chết, mọi người thấy có bình thường không? Anh nói như vậy thì chuyện này đúng là hơi kỳ lạ. Có gì bất ổn đâu chứ. Dù sao chúng ta cũng có lý trong chuyện này, họ có thể làm gì được? Em không hiểu. Có lý thì có ích gì? Quan trọng là quân dân Trung Quốc đã đánh người Nhật. Nếu đây là cái bẫy của người Nhật, mượn cớ này để gây sự, thì mấy đứa gây ra quả lớn rồi đấy. Trung đoàn trưởng yên tâm, nếu thật sự có chuyện, anh có thể gánh cho chúng tôi, đúng chứ? Tôi gánh nổi chắc. Với lại, cho dù có muốn gánh, sợ là cậu gây ra rắc rối quá lớn. Tôi không gánh nổi. Đùa thôi mà. Làm gì có lý đó? Dám đánh kiều bào Nhật Bản chúng ta? Đến chỗ quân đội đóng quân Trung Quốc đàm phán, phải bắt họ giao nộp hung thủ. Đó. Anh còn nhớ dáng vẻ người đánh anh không? Tôi không nhìn rõ. Không sao, cứ mạnh dạn chỉ định là được. Anh và thiếu quý Fukuda cùng đi đi. Rõ. Tiểu đoàn phó, có một đám lính Nhật đến. Có bao nhiêu người? 20-30 người. Đồ ngốc, đi báo cáo với trung đoàn trưởng Đồng. Rõ. Đồng Tử Nghĩa, đang yên đang lành cậu đi đánh người Nhật làm gì? Bây giờ thì hay rồi, người ta tìm đến tận nơi đây này để tôi xem các cậu giải quyết kiểu gì. Đại ca, có cần xin chỉ thị cấp trên hay không? Đã gây chuyện rồi, giờ mới báo cáo, không kịp đâu. Vậy phải làm sao? Còn xin chỉ thị cấp trên làm gì? Phó sứ trấn thủ Diệp đại nhân đang ở đây mà. Diệp đại nhân, hay là anh dẫn chúng tôi đi gặp người Nhật? Người ta đến tìm các cậu, tôi đi gặp làm gì? Diệp đại nhân, anh đi gặp người Nhật là hợp lý nhất. Anh là quan to nhất chỗ này. Tuy anh là phó thôi, nhưng trong lòng chúng tôi anh chính là trấn thủ sứ. Cấp bậc như chúng tôi không nói chuyện được với người Nhật, chỉ có anh đi là thích hợp nhất. Cập Nhật Nghĩa, đừng có nói bậy. Tôi đâu có. Diệp đại nhân, tôi thấy cậu ấy nói đúng.
Đầu tiên, anh là người quản lý thị trấn, anh có trách nhiệm trong chuyện này. Với lại anh xem, ở đây cũng chỉ có anh Đức Cao trọng vọng, anh nói chuyện mới hiệu quả. Vất vả cho Diệp đại nhân rồi. Nhìn các anh kìa, mình gây ra rắc rối, giờ lại nhờ tôi đi dọn bãi chiến trường. Đúng vậy, Đường Tử Nghĩa có. Nghe Diệp đại nhân chỉ quy, không được xảy ra mâu thuẫn với người Nhật. Rõ, mời Diệp đại nhân. Diệp đại nhân, Diệp đại nhân, nhờ anh đó. Nào, thật đó. Được rồi, tôi đi, tôi đi. Không được. Anh nói cậu nghe, Đường Tử Nghĩa nóng tính lắm. Anh cứ yên tâm, đánh nhau thôi có gì to tát đâu. Đại ca, anh là trưởng quan cao nhất ở đây, anh không được ra mặt trước. Anh xem, trong cờ tướng làm gì có chuyện bắt tướng ngay nước đầu tiên. Đại ca, là một dáng đi, bày cờ đi. Giơ súng, giơ súng, chuẩn bị. Tôi muốn gặp trưởng quan của các cậu. Này, với quân hàm của anh, có phải là nên chào chúng tôi trước không? Xin giới thiệu, đây là phó sứ Diệp của chúng tôi. Có chuyện gì thì nói với Diệp đại nhân đi. Diệp đại nhân, hôm nay ở ngoài chợ, quân nhân Trung Quốc các anh đã đánh kiều bào của chúng tôi. Đúng vậy, tôi biết. Thầy xem, thầy Fukuda, thầy còn đích thân đến đây. Thực ra tôi cũng đang xử lý chuyện này. Anh phải hỏi rõ cho tôi tại sao lại đánh anh ta. Vì hắn bất mãn với đế quốc Nhật Bản chúng tôi, thù hận người Nhật chúng tôi, nói dớ dẫn. Chính mắt tôi thấy anh mua đồ không trả tiền, còn đánh cậu bé bán cá thưa sống thiếu chết. Hai cô gái ra cản anh, anh còn rút dao định chém người ta. Muốn ăn đòn à? Im ngay. Các cậu chỉ biết đánh người. Người Nhật là bạn của người Trung Quốc. Bạn bè có thể tùy tiện đánh nhau à? Nói vậy thì đúng là quân nhân Trung Quốc các anh đã đánh cậu ấy. Đánh rồi đấy. Thì sao? Chính là hắn. Cậu nói gì? Người đánh tôi chính là hắn. Bắt lại cho tôi. Đợi đã. Cậu dám chỉ mũi súng vào hoàng quân Nhật Bản? Anh cũng dám chỉ mũi súng vào quân đội Trung Quốc? Hoàng quân Nhật Bản tha chết chứ không chịu nhục. Quân đội Trung Quốc cũng tha chết chứ không chịu nhục. Thầy Fukuda, xin thầy bớt giận. Thầy yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Rút lui. Xoay trái. Bước đều, bước. Được rồi. Đi thong thả. Vất vả cho các anh chạy đến đây một chuyến. Thật là đi thông thả, đi thông thả. Các cậu thật là, các cậu gây ra chuyện này làm gì chứ? Cậu nhìn người Nhật đi, họ trọng lượng chưa kìa, rút lui rồi kìa. Bắn cho tôi. Bắn cho tôi.
Đừng đổ súng, đừng ai nổ súng. Đến đây, bảo vệ phó sứ Diệp rút lui. Rõ. Ẩn nấp, tất cả ẩn nấp, ẩn nấp. Thiếu quý, chúng ta rút lui thôi. Rút lui. Rút lui. Dừng bắn. Dừng bắn. Đừng tưởng nghĩa, cậu qua đây cho tôi. Qua đây. Khiến đội viên bị thương vào trong. Chuyện gì thế hả? Cậu làm gì thế? Trung đoàn trưởng. Thương vong thế nào? Chết vài người, bị thương 5-6 người. Người Nhật thì sao? Chắc thương vong nhiều hơn quân ta. Đường Tử Nghĩa ơi, Đường Tử Nghĩa. Tôi đã nói với cậu thế nào, không được xảy ra xung đột với người Nhật. Trung đoàn trưởng, là người Nhật nổ súng về phía chúng ta trước. Đây là quân lệnh, cậu có hiểu không? Là quân lệnh. Bây giờ cậu làm trái quân lệnh, tước súng của cậu ta. Đừng tưởng nghĩa, nếu cấp trên trách tội, cậu phải lãnh đủ hậu quả. Tôi cũng bị liên lụy. Trung đoàn trưởng yên tâm, xảy ra chuyện tôi sẽ gánh vác. Giải cậu ta đi. Hai cậu nhốt cậu ấy vào phòng giam cho tôi. Cậu có gánh nổi không? Đại ca, đừng nổi giận. Làm sao không nổi giận cho được? Còn cậu nữa, kéo anh chơi cờ làm gì? Nếu anh có mặt thì có đến mức bắn nhau không? Không đến mức đó. Đại ca, hay là ra ngoài xem tình hình đi. Đừng đổ súng. Trưởng quan của chúng tôi bảo tôi khiêng thi thể và thương binh về. Khiêng đi. Cảm ơn. Qua đây. Qua đây.